Hello, xin chào tất cả các bạn đã quay trở lại với video của mình. Là Bi đây và trước mặt các bạn đang làm một cái thùng xốp. Phải nói là dài nhất mà mình từng có. Đây, khá là dài. Đó. Thì cái kích thước của nó là 80 x 40, chiều cao là 20 cm nha mấy bạn. Thì thùng này mà chúng ta anh em chúng ta nuôi gốc Bi là quá ok rồi, quá ngon rồi, quá đã. Theo mình được biết thì thùng này là thùng nhập cá hồi từ nước ngoài về bán ở các siêu thị ở Việt Nam. Thì họ sẽ nhập cá hồi nguyên con ở trong này. Đó, đựng ở trong cái thùng này xong rồi sẽ phân phối ở các siêu thị á. Các siêu thị sẽ cắt ra và chế biến thành từng phần để mà bán. Thì thành ra là nghe nói là cái chất lượng thùng xốp này nó cũng tương đối là tốt. Ít khi nào bị rỉ. Cho nên là nhiều anh em sử dụng luôn mà không cần phải lót bạc hay là chám xi măng. Thì mình cũng chưa trải nghiệm qua. Bây giờ mình mới đem về được hai cái nè. Thì mình sẽ mở ra coi thử nha. Xíu nữa mình cũng sẽ vô nước thử coi là nó có bị rỉ không. Mình trở về thùng xốp cho nên là chỉ cần dán xíu vậy đem về là được. Để mình xíu mình gỡ nó xuống nè. Rồi lấy xuống rồi anh em ơi. Chà, mấy bạn thấy nó dài không? Nó dài ngang với cái thùng mà mình ghép từ hai thùng xốp từ bữa trước mình sử dụng nè. Đó. Cái này là một cái thùng xốp xong mình cắt thành đôi ra mình ghép lại. Nó mới dài được như thằng này. Lúc trước mà mình biết được thằng này mình đi kiếm thằng này mình xài luôn rồi, đâu cần mình phải đi ghép gì. Ở trong nhà mình cũng ghép nè, để mình quay vô mấy bạn xem. Đây. Đó, mấy bạn thấy mình ghép từ hai thùng xốp không? Mới được cái như vậy. Ở dưới này cũng vậy. Đó, mình ghép từ hai thùng xốp lại. Này một thùng bự với một thùng nhỏ nè. Mới được cái thùng vậy. Trong khi là của người ta là chỉ cần một thùng thôi. Ngon lành canh đào. Quá phù phê. Sao mình không biết đến từ trước ta? Đã quá ta. Mở ra coi cậy. Có nắp cũng khá là tốt. À, anh em. Để mình coi cái hộp xốp thì nó được đánh giá cũng tương đối là mịn. Theo mình sử dụng nhiều thùng xốp đến giờ thì mình thấy cái hạt xốp này nó cũng tương đối là mịn mấy bạn. Thôi thì tại vì cái này là mình tính để ngoài trời cho nên là nếu mà nó có rỉ một chút thì cũng không sao. Lâu lâu mình châm nước thêm thôi, còn nếu mà nó rỉ nhiều quá thì mình sẽ lôi vô. Chắc là chiếc xi măng. Mình mua được thùng xốp này của một anh ở bên phía Gò Vấp. 30 ngàn một thùng. Quá rẻ luôn. Cái thùng này nè. Thùng xốp bình thường mà chúng ta hay xài đây nè. Đó, thùng này là đã 40-45 ngàn rồi. Mà thùng này chỉ có 30 ngàn thôi. Giờ tính là quá rẻ quá hời rồi. Hôm nay sáng ra đi mua được hai cái thùng. Nói chung là quá thích luôn các bạn. Khởi đầu một ngày mới vậy là ok. À ở đây mình sẵn tiện mình chia sẻ luôn là hôm trước có vài bạn hỏi cây này của mình là cây gì. Thì đây là cây hoa đậu biếc nha mấy bạn. Cái hoa đậu biếc mà có cái màu xanh xanh mà anh em hay uống trà sữa hoặc là ăn xôi hoặc là rau câu hay thấy á. Đó. Đây là hoa đậu biếc. Mình thấy ở nhà bà mình còn lôi ra để uống trà nữa kìa. Bỏ khoảng chừng 2-3 hoa vô để cho nó ra nước rồi uống trà. Đó. Thôi ngoài lề chút xíu vậy thôi. Quay lại với cái thùng nha. Thì cái thùng này kích thước nó là chiều dài là 80, chiều rộng là từ đây qua đây nè, đó là 40 và chiều cao này là 20. Đối với anh em nuôi cá mà những loại cá khác thì chiều cao mà 20 cm là tương đối là thấp luôn. Còn nếu mà anh em lấy cái thùng này để mà trồng cây, trồng rau hoặc là nuôi guppy thì 20 cm đã rất là ổn rồi. Tại vì thường nuôi guppy mình để cái mực nước khoảng chừng 20 thôi. Mà cái này 20 thì mình để xuống chút xíu khoảng chừng 17 là ok.
Và mình còn dự định là mình sẽ bỏ đất ở trong đây để mình trồng cái cây sen này qua nè. Đó. Rồi ok. Một buổi sáng vui vẻ, cũng không có chia sẻ kiến thức gì. Ghi lại cái sự thú vị khi mà đem về hai cái thùng xốp thôi. Rồi, anh em nào có sử dụng cái thùng xốp này rồi và có những cái comment đánh giá gì đó thì hãy comment bên dưới cho mình biết nha. Hãy cho mình biết là cái chất lượng cái thùng xốp này ra sao, anh em sử dụng một thời gian có bị rò rỉ gì hay không, cho mình và những anh em khác cùng biết nha. Rồi, hẹn gặp lại các bạn ở những video tiếp theo. Tạm biệt các bạn.